mời tất cả anh em có như thiếu chân hay sao ấy Để nó mới chết thôi anh, anh em lên chấm lên lên anh. bổ đồ anh em ạ trái ngược với biểu cảm đầy thỏa mãn của người ăn nhiều người khi xem được đoạn clip này lại cảm thấy đổi da gà vì kinh hãi mới đây đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người bút bang tức là vừa ăn vừa ghi hình ít hấp nguyên con sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng rùng mình theo nội dung đoạn clip, một mâm mít được hấp sẵn, người ăn gấp từng con chấm nước chấm rồi cho vào miệng. Chỉ sau một thời gian đăng tải, đoạn clip đã thu hút được sự quan tâm và bình luận của nhiều người. Bên cạnh đó, nhiều người còn lên án những clip nhằm mục đích câu like, câu view với cách ăn uống khác người có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Chia sẻ với phóng viên báo Thanh niên, bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Trần Ngọc Mai, khoa dinh dưỡng tiết chế bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, múc bàn là trào lưu trên internet. Người tham gia ăn uống lượng lớn thức ăn trên camera và phát nội dung này qua nền tảng mạng xã hội để khán giả theo dõi. Để thu hút sự chú ý và lượt xem, nhiều người đã chọn ăn những món kinh dị như ếch nguyên con, sâu bọ, tiết canh. Ếch sống ngoài đồng ruộng nên tỷ lệ ếch nhái có ấu trùng sáng ở Việt Nam khá cao, có thể lên đến 75%. Loài ấu trùng ký sinh độc hại trong thịt ếch có tên là run đầu gai. Sau khi chúng chui xuống dạ dày sẽ chui qua vách dạ dày và di chuyển khắp nơi trong cơ thể. Loại ấu trùng này di chuyển đến đâu sẽ tiết dịch gây viêm, hoại tử vùng đó. Vì vậy, bệnh nhân sẽ có những cơn đau nhói, thậm chí đau như xé thịt ở các cơ quan tương ứng. Nếu ấu trùng di chuyển đến da, sẽ tạo thành những cục u khi sờ thấy nhúc nhích dưới da và thay đổi vị trí nhanh chóng. Đôi khi sưng phù và đỏ ngứa ở nhiều vùng nên bệnh nhân dễ bị chẩn đoán nhầm là dị ứng da. Bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai cho biết thêm các loại ký sinh trùng này nằm trong cơ thịt và đặc biệt là trong ruột ít. Do đó, khi sơ chế không kỹ hoặc ăn nguyên con, tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sẽ cao hơn. Cũng theo bác sĩ Mai, tương tự khi múc ban các loại sâu bọ như bọ cạp, châu chấu, nhộm tầm, ong có thể dễ bị ngộ độc, thậm chí tử vong. Nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là do người dân sử dụng côn trùng đã chết, sinh ra độc tố, tiếp xúc hoặc ăn nấm độc, nhựa cây độc như cây cọc rào, thầu dầu tía hoặc các chất tiết có độc tố không bị phá hủy ở nhiệt độ chế biến do cơ địa người ăn mẫn cảm với protein lạ trong côn trùng bác sĩ đinh trần ngọc mai cho hay để hạn chế nhiễm ký sinh trùng khi ăn thịt ếch cần nhớ kỹ những lưu ý như phải đảm bảo ăn chín uống sôi chỉ ăn khi thịt ếch đã chín kỹ tuyệt đối không ăn thịt ếch sống hay dùng thịt ếch sống đắp lên mắt để chữa đau mắt như quan niệm của một số người ngoài ra khi sơ chế tránh dùng chung dao thớt giữa thịt chính và thịt sống để không lây nhiễm chéo nếu nhận thấy những vùng máu trắng trên thịt cần loại bỏ sáng hoặc khứa bỏ những vùng có sáng sơ chế ếch cần làm sạch ruột và tách những đường gân chỉ trên đuôi ếch để loại bỏ những ấu trùng sáng ẩn bên trong trước khi chế biến thành món ăn cẩn thận khi lựa chọn sản phẩm và chế biến đối với loại ếch nhập lậu không rõ nguồn gốc nên chọn mua ếch ở nơi uy tín sạch sẽ Đối với các loại sâu bọ, bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai, khoa dinh dưỡng tiết chế bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo tuyệt đối không mang các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên, không nên dùng các loại côn trùng lạ để chế biến thành các món ăn tái, sống hoặc ngâm rượu. Bác sĩ Mai nói rằng khi múc ban các loại thực phẩm sống côn trùng sâu bọ, với trường hợp ngộ độc nhẹ có biểu hiện tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng, các trường hợp khác có thể gây ngộ độc nặng, gây tổn thương gan, thận, nhiễm ký sinh trùng vào đường tiêu hóa lưu hành trong máu đến các bộ phận khác như não có thể gây tử vong. Bên cạnh đó, khi mút ban một lượng lớn thực phẩm dẫn tới vượt quá nhu cầu năng lượng hàng ngày, lâu dài có thể gây thừa cân béo phì, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, tăng nguy cơ bệnh lý, rối loạn chuyển hóa, tim mạch, đái tháo đường.